Xin chào anh em, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình có một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Vina Motor của nhà máy ô tô Đồng Vàng lắp ráp và sản xuất. Thì cái dòng xe này với cái số lỗi của nó là K6, tải trọng của nó đạt 5,5 tấn và cái thước thùng của nó khoảng 5,1 m. Thì cái dòng xe này, cái đầu cabin nó nhìn thấy thiết kế rất là đẹp luôn đó anh em, của thương hiệu Vina Motor, một thương hiệu đến từ Việt Nam cũng rất là quen thuộc và rất là lâu rồi đó. Thì cái dòng xe này thì cái nước sơn của nó rất là đẹp, rất là bóng. K6 thì nó có một cái dãy đèn led chiếu sáng ban ngày và cái lưới tay nhiệt mặt rơm rất là sáng bóng đó. Cụm đèn pha halogen và đèn sương mù của nó nhìn rất là sáng và rất là đẹp luôn đó. Đây là nó sử dụng động cơ của Nissan nha anh em, ZD30 đó. Thì cái động cơ của Nissan thì nó rất là bền đó. Sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và đó là cái bình lọc ure của nó anh em, đó cái bình ure của nó. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 này, rất là hiện đại. Xe này cũng mới sản xuất những năm gần đây thôi đó. Lớp vỏ của nó DLC bánh đôi đồng bộ trước sau. Thì cầu và phanh, đây là phanh khí nén, phanh lốc kê ở phía cầu sau này đó. Cầu rất là lớn và rất là mạnh, tổng tải rất là tốt. Khung sexy thì nó bằng hợp kim thép rất là dày và cứng cáp, chịu tải rất là tốt nha anh em đó. Xe thì nhìn rất là đẹp đó. Thì cái xe này anh em mua về chạy thì rất là ổn, vì nó khả năng tổng tải và tính năng an toàn nó khá là cao, thì nó có hỗ trợ ABS cho anh em nha. Thì xe này đường dung tích nguyên liệu của nó thì 120 lít dầu. Với lại cái dòng xe này giá nó rẻ nha anh em, rẻ hơn với thằng xe hãng khoảng 100 mấy triệu, nó tiết kiệm cho anh em được khoảng 100 mấy triệu so với những cái thằng xe hãng mà cùng tải trọng thùng, điển hình như cái thằng Hyundai màu không ớt đó. Khoảng cỡ 7 tấn thùng, dài 5 m. Thì cái dòng xe này tiết kiệm cho anh em một khoản tiền. Và nội thất của nó như một cái xe du lịch, nhìn rất là rộng rãi và rất là thoáng và rất là đẹp. Và cái phần thiết kế của nó rất là sang trọng như cái xe du lịch, có những cái nút bấm điều chỉnh có máy lạnh, hộp số phát đến từ Mỹ 6 số tiếng và một số lùi đồng bộ nha anh em, rất là mượt mà. Radio mọi thuốc lá rất là đầy đủ cho anh em, cổng sạc điện thoại USB cũng rất là đầy đủ. Phanh tay cũng là phanh hơi nha, phanh chuyên ngắn nha. Ghế ba chỗ ngồi cũng rất là sang trọng nha, ghế thì nó bọc nhĩ thôi mà cũng rất là sang trọng. Nội thất không gian khá là rộng rãi, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng và mái. Khối động cơ khá là mạnh nha, đây là khối động cơ của thương hiệu Nissan đến từ Nhật Bản nha anh em. Cũng cái xe rất là cứng nè, thì cũng như thải Euro 5 nè, một cái xe rất là hiện đại luôn. Đấy. Thì với cái dòng xe này, nó khối động cơ của nó đó nè, là khoảng 3 lít nè, Nissan 3 lít, ZD30, công suất của nó là 150 mã lực tại vòng tua 3.2, mô men xoắn của nó là 370 Nm, tại vòng tua là 1.6 đến 2.6 nè. Đây là số phát của Mỹ, đồng độ thì tăng đồng tốc nên vô số rất là mượt mà đó. Một cái động cơ và cái hộp số đến từ thương hiệu Mỹ và Nhật Bản rất là bền đó. Cho nên mua cái xe này thì cái phần chất lượng nên hoàn toàn yên tâm nha đó. Bên phía trước cũng là thanh khí nén này đó, buộc nhíp phía trước đó. Nhìn xe khung nó rất là cứng cáp nha, giá thành nó rất là ok. Những cái xe cấu tạo thiết kế rất là đẹp luôn, đó là chắc chắn cho anh em. Thì xe này có ABS nè, có radar lùi ở phía sau của xe nè, giống như một cái xe du lịch luôn em, trang bị rất là đầy đủ về tính năng. Thì mình xin nói thêm về kích thước tổng thể của nó là 6m920, chiều ngang của nó là 2m180 và chiều cao của sắc là 2m4. Còn khi đóng thùng thì thùng nó có kích thước tổng thể của cái thùng á, chiều dài của nó là 5m020, chiều ngang của cái thùng là 2m050 và chiều cao của cái thùng là 1m9.
khoảng cách gầm nó là 210 mm, chiều dài cơ sở của nó là 3,8 mét, rất là ổn rồi. Cái khỏi kích thước thùng nó rất là rộng, rất là cao, cũng dài thì cũng tương đối thôi. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp anh em những cái video hiệu xe tiếp theo của mình.